chào tất cả bà con nha. Bên mình đang có chiếc Jolly nè. Jolly này cũng vừa mới về nè. Nước sơn thì rất là đẹp, nhưng mà cái nội thất bên trong là nó... Đây mình cho bà con xem nè. Mình tính đưa qua bên này để chỉnh lại cái nội thất. Cái nội thất là cái phần trên này nè, và cái phần cửa này, không bị đâm đụng. Xe này thì đầu disc zin nguyên, không bị đâm đụng. Cửa tắp bi còn rất là sạch ha. Kể cả cái tay cửa vẫn còn zin nguyên nè. Chỉ có bà con biết cái gì không? Cái ghế này, ghế zin, cái ghế mà nên nó mục nữa không? Mình tính đưa qua đây là mình thay cái dàn ghế. Cái dàn ghế này nghe nói thay là hết đâu là 3 triệu mấy. Mình đang cho thay luôn ha, cho thay luôn. Về cái trên này thì còn đẹp, nguyên ha. Đúng rồi, đẹp. Xe này là con bản đủ thì nó sẽ có những cái núm vô lăng ha. Những cái núm vô lăng này còn xài bình thường hết nha anh chị. Màn hình thì mình chưa kiểm tra, nhưng mà màn hình này nếu mà nó bị hư mình cũng thay mới cho anh em ha. Cần số thì còn zin. Như về góc cạnh của xe bà con nhìn thấy nè, sơn zin xe này còn rất là nhiều ha. Xe này thì Pháp Anh cũng vừa mới mua lại của khách. Thì chiếc xe này anh chị nào mua thì Pháp Anh phải bán cho anh chị chỉ với cái giá chỉ có 138 triệu là Pháp Anh đã dọn sạch cho bà con ha. Nó bị chảy đi chút xíu nè. Sơn zin còn rất là nhiều. Tem này là tem zin theo xe luôn nha anh chị. Tem zin theo xe luôn ha. Hiếm có cái chiếc Jolly nào mà cái tem nó còn zin như thế này ha. Thì Pháp Anh sẽ cho anh chị xem về cái đít xe một chút xíu. Đít xe thì lúc mình mua là nó bị chút xíu đây nè. Không biết là do cái gì, do người ta mở cốp hay người ta làm sao nó bị ha. Cái này là mình phục hồi lại không sao hết. Còn cái nhựa này, nhựa zin theo xe nè. Nhựa zin theo xe mà con nhìn ha. Cái này là không sơn nha. Anh chị đi mua xe Jolly thường thấy người ta sơn cái này màu đen hoặc là sơn xám đúng không? Mà còn này zin nguyên luôn ha. Zin nguyên luôn. Rất là hiếm một chiếc xe Jolly. Đời chỉ có đời này thì chắc là đời 2005 gì đó. 2004 hay 2005 gì thôi ha. Đó, con nhìn thấy. Đó, sơn zin nè. Sơn zin nè, chữ Mitsubishi zin nè. Xe này á, mà đúng mà biết cách dọn ha, mà dọn cho nét căng lên luôn. Bán giá được giá lắm. Nhưng mà bên Pháp Anh không làm như vậy. Bên mình chỉ mua sao bên mình bán vậy. Ví dụ như mình mua chiếc xe này mình thấy chất nó còn đẹp thì mình, ví dụ như chỗ này nó bị như vậy thì mình chỉ dặm một tí chỗ này thôi ha. Mình để nước sơn zin luôn ha. Để khi anh chị em mà mua con xe này về đi gia đình thì cho nó nhìn nó được chất lượng hơn. Trần thì bằng nỉ, được bọc mi lông. Bọc mi lông. Gặp như Pháp Anh là Pháp Anh sẽ lột cái nỉ này ra ha. Pháp Anh sẽ không để cái nỉ này. Rồi về cái phần góc cạnh của xe ha. Góc cạnh của xe đây, mà con nhìn thấy này, dấu chỉ zin của xe này còn nguyên ha. Tuy hơi zin còn này. Đèn zin còn này ha. Nguyên ha. Mà con nhìn thấy không? Về cái phần nội thất bên trong thì cái ghế này nó hơi cũ, nó xuống màu rồi nha. Cái này là mình thay ha, thay mới không nói rồi. Và cái nhựa này, nhựa zin, nỉ zin còn này. Hiếm cái xe mà còn nỉ như vậy lắm ha. Đây là cái bánh xi cua ha. Đó thì mình sẽ bán cho anh em với cái giá 138 triệu thôi. Anh chị em muốn mua thì cứ liên hệ ha. Xe này thì mình đang để ở bên gara phía bên Hồ Lãm ha. Thì nếu mà anh chị nào mà muốn mua thì cứ liên hệ ha, mà gọi cho bộ phận bán hàng, gọi cho bộ phận bán hàng theo số điện thoại 0777 5522, hoặc là số điện thoại 0988 11554. Nhiều khi xe Pháp Anh để bên này thì nhiều khi nhân viên cũng không có rành. Anh chị cứ nói là xe đang để bên gara anh Thạch ha. Gara anh Thạch. Anh Thạch này thì anh cũng đang kết hợp với Pháp Anh là mở gara, phát huy gara để sửa những con xe và dọn những con xe ok nhất cho bà con ha. Kể cả Pháp Anh bán xe cho bà con, Pháp Anh cũng có cái gara để bảo hành. Cho nên là không bị bọn thợ họ vẽ. Chứ thường thường mình đi mang xe đi sửa thì chắc chắn một điều, xe nó bị tí xíu cái này, người ta sẽ vẽ ra cái kia, người ta vẽ ra cái nọ để người ta kiếm thật nhiều tiền. Nhưng mà Pháp Anh mở cái gara làm để gì? Để phục hồi những cái khắc phục đó, để cho bà con mang xe đến Pháp Anh là sửa đúng bệnh, đúng những cái thứ mà mình cần thay nhất, chứ không phải là nói cái này mà thay cái kia ha. Cái ghế này bà con nhìn thấy nè, mình chỉ cần quay, em quay sơ những cái vòng này cho anh chị và con xem này, coi nó rin cỡ nào thôi. Quay vòng hết cánh cửa,
xe này sơn zin còn rất là nhiều, mà giá của mình bán chỉ có 130 mấy triệu thôi. Nhìn những cái nách này, anh chị thấy những cái nách cửa không? Và những cái chỗ này sơn zin của nó, cái chân mình đi lên đi xuống mà mình đạp như vậy mà nó không chảy, nó chỉ có bị như vậy nè, một thời gian khá dài mà chỉ bị có tí xíu vậy thôi. Nhập như nhiều xe khác là nó sẽ hư hết rồi. Cái bộ ghế sau thì bà con nhìn thấy nỉ zin theo xe còn nguyên, nỉ zin theo xe còn nguyên, nỉ zin luôn. Mình tính lột ra mình để vậy nè, nhưng mà cái bộ ghế trước thì lại không còn nỉ nữa. Pháp anh thấy như là không còn nỉ, Pháp anh nếu còn nỉ không, nếu mà còn nỉ thì mình bỏ cái bộ ghế thôi. Rồi mình sẽ lột thử cái ghế này ha, coi nó còn nỉ, nếu nó còn thì mình để ha. Nó còn thì mình để cái nỉ, còn không là mình thay bộ mới cho anh em ha. Cái xe này được cái là cặp vỏ trước mới nè, vỏ trước mới nè, mâm đúc vỏ trước mới ha, vỏ sau thì mòn nè. Về phần đầu đèn anh chị nhìn thấy nè, phần đèn nè, tuy một đời xe cũ rồi nhưng mà cái đèn này còn rất là mới ha. Dưới này thì còn nguyên, không bị chảy xước ha. Cái vỏ phía bên này cũng còn mới nè anh chị. Chiếc xe Jolly này rất là rin nha anh chị. Mình sẽ bán cho anh chị giá là 138 triệu. Mình sẽ cho anh em xem cái phần và những cái ba cái thắng và cái côn và cái ga kìa. Đó, anh chị thấy đó, zin nguyên hơn. Và cái vô lăng này rất là đẹp. Anh chị mua cái xe này thì bên Pháp Anh cũng bao phí ủy quyền cho anh chị ha. Nếu mà anh chị nào muốn rút hồ sơ thì liên hệ. Cái trên thì còn rất là đẹp ha. Vỏ phía sau thì mòn, vỏ phía sau còn 40% ha. Vỏ phía sau còn 40%. Thì bây giờ mình sẽ đi ra cái phần cabo cho anh chị và con xem ha. Xe có còi hú luôn anh chị. Mình té thử máy lạnh luôn cho anh chị xem ha. Tại vì mình bán một chiếc xe là mình có gara mình bảo hành mà. Nó anh cho anh xem cái máy này, máy rất là tuyệt vời luôn ha. Xe này thì Phan có nói bà con là đầu ít không đâm đụng, zin nguyên ha. Zin nguyên luôn, và cái mặt máy mà con nhìn thấy nữa ha. Mình sẽ quay sát đây cho anh em xem thử cái phần đây này, đây là những cái con cái khuôn thôi, cái khuôn máy nó rất là hầm hố và mạnh hơn, rất là khô ráo anh chị xem, sâu chưa không có tí nhớt luôn thôi. Nhiều phần đầu anh chị xem này, zin nguyên hơn phần đèn này. Cái bình này được cái là bình, cái bình mới nha anh chị. Về phần gốc anh em nhìn thấy không có dấu nào bị đụng ha. Đặc biệt nữa là cái phần chỉ này, cabo zin này, phần chỉ này cabo zin còn nguyên ha. Mình sẽ quay sát cái góc này cho bà con xem có những bị đụng không ha. Những cái dập mối của nhà hãng này nó còn zin nguyên ha, và bên trong này còn zin hết. Đây những cái con số của nhà máy người ta dập còn nguyên ha, và sâu xuống bên dưới vẫn vậy ha, zin nguyên hết. Xe này mà anh chị nào mua thì mình chỉ làm sạch sạch xong rồi mình giao cho anh chị đi là tuyệt vời luôn. Những cái con xe mà nó chất như thế này nè rất là hiếm trên thị trường, hầu như mình đi mua xe là mình sẽ gặp những cái con xe nát và nó dập lắm,
Nhưng mà hôm nay mình đi mua cái con này xe rất là đẹp, nhưng mà mình là chưa có nhưng mà mình cũng nóng quá, mình muốn là quay luôn cho anh chị xem ha, để anh chị xem thử cái chất xe như thế nào. Và anh chị nào muốn mua xe này thì hiện giờ là tháng 11 năm 2021 ha, nó còn đăng kiểm 1-2 ngày thôi, nhưng mà anh chị nào mua Pháp Anh sẽ đăng kiểm mới cho anh chị ha, để anh chị mang về đi cho gia đình ha. Pháp Anh xin chào và hẹn gặp tất cả bà con với những clip sau nha. Pháp Anh có nói rồi, xe này đang để bên gara Duy Thạch, đang cho làm cái phần nội thất một chút xíu ha, và dặm sơn vài chỗ. Pháp Anh sẽ mang qua bên bãi xe 563 Kinh Dương Vương. Và anh chị nào mà đang xem trực tiếp trên TV hoặc là đang thấy cái xe này Pháp Anh đang đăng mà cảm thấy cái xe này mình thích hoặc là giá hợp lý, 138 hợp lý ha, thì hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 077-5522 hoặc số điện thoại 0988-1154 gặp trực tiếp nhân viên anh em tư vấn về chiếc xe này. Thì anh em cứ nói là xe đang để bên anh Thạch nha, thì cứ cọc đi, ví dụ như là mình cảm thấy thích xe này mình cọc tiền đi, cọc 5 triệu hay là 3 triệu gì đó, để Pháp Anh dọn xong bên này và anh sẽ mang qua bên đó tắm rửa sạch sẽ luôn, giao cho bà con spa, mình gọi là spa cho nó đẹp nha. Thôi mình xin chào và hẹn gặp tất cả nha, bye bye.